Hồng Y Luis Antonio Tagle đã được bầu làm chủ tịch của Caritas quốc tế. Vị Hồng Y người Philippines chính là chủ tịch đầu tiên đến từ châu Á của tổ chức này. Ngài phát biểu sau khi đắc cử rằng, khả năng của tôi thì có hạn, nhưng với sự đồng hành của tất cả các bạn, cùng tình yêu Chúa Giêsu tuôn đổ cho trái tim và nhân dân tất cả những người nghèo khổ trên thế giới, tôi chấp nhận sự tín nhiệm này. Vị Hồng Y 57 tuổi trở thành linh mục vào năm 1982, được bổ nhiệm Tổng giám mục Manila vào năm 2011. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã phong ngài làm Hồng Y sau đó một năm. Ngài rất quan tâm đến những người ở ngoài rìa của xã hội. Hồng Y Tagle đã từng phát biểu như sau trước Đức Giáo hoàng Francisco. Every Filipino wants to go with you not to Rome, but to the peripheries. We want to go with you to the shanties, to the prison cells, to hospitals. Caritas là tổ chức bác ái chính của Giáo hội Công giáo. Nó được thành lập cách đây hơn 100 năm và hiện đang hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.